Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần ôn tập học kỳ 1 của khóa 9. Các em đã có tài liệu ôn tập, chúng ta cùng dỡ tài liệu ôn tập ra để làm nhé. Dạng thứ nhất là dạng hoàn thành các phương trình hóa học. Các em sẽ tiến hành phân loại, tìm xem đó là loại chất gì, tìm các nguyên tắc phản ứng của những loại chất đó và tiến hành viết phương trình. Ví dụ, ở phản ứng 1, CaO tác dụng H2O, CaO là basic oxide, khi tác dụng với nước sẽ tạo thành base. Trong công thức của base có nhóm OH đứng cuối, chúng ta ráp kim loại vô phía trước thì được công thức CaOH 2 lần. Các em chú ý hóa trị của nguyên tố và nhóm nguyên tử để viết đúng công thức hóa học. Và các em nhớ chuẩn bị sẵn bảng tính tan để chúng ta có thể viết chuẩn công thức hóa học. Và bảng tính tan sẽ được sử dụng ngay cả trong lúc kiểm tra học kỳ nhé. Các em tham khảo đáp án. Hãy rèn luyện trước rồi mới nhìn đáp án thầy cho. Ở phản ứng 10 và phản ứng 11, CuOH 2 lần là một base không tan. Khi bị phân hủy, nó sẽ tạo thành basic oxide và nước. Điều kiện phân hủy là nhiệt độ. Sang bài 2. Trong số các kim loại đề cho thì chỉ có potassium là kali theo tên gọi cũ mới có thể tác dụng với nước. Và nó sẽ phản ứng theo nguyên tắc kim loại tác dụng nước tạo thành base và khí H2. Đẩy CO ra khỏi dung dịch CuSO4 thì potassium kali không thực hiện phản ứng đẩy. Không thực hiện phản ứng đó, bởi vì khi cho vào dung dịch thì K sẽ tác dụng với nước để tạo thành base rồi. Tính chất kim loại đẩy kim loại ra khỏi dung dịch muối chỉ áp dụng từ Mg về sau trong dãy hoạt động hóa học của kim loại. Vì vậy chỉ có hai kim loại là Fe với Al mới có thể đẩy CO ra khỏi dung dịch muối của nó. Sang bài số 3. Khi chúng ta cho nhôm vào dung dịch HCl, chúng ta sẽ thấy mẫu nhôm sủi bọt. Bọt ký đó chính là H2 đó các em. Và nó tan dần, do nó bị chuyển thành dung dịch AlCl3. Khi cho barium chloride vào sulfuric acid, thì sẽ thấy xuất hiện kết tủa trắng, do có phản ứng bên dưới này xảy ra, tạo kết tủa trắng BaSO4. Ở phần thứ 3, cho dung dịch sodium hydroxide và ống nghiệm chứa một ít bột nhôm, chúng ta sẽ thấy mẫu nhôm sủi bọt và tan dần. Phần này không yêu cầu các bạn biết phản ứng hóa học, nhưng nó vẫn có phản ứng hóa học xảy ra đấy nha, vẫn viết được phương trình hóa học. Bài 4 là bài nhận biết. Chúng ta sẽ ôn lại cách nhận biết nhé. Để nhận biết các dung dịch acid hoặc base thì chúng ta sẽ dùng giấy quyền tím cho vào. Nếu giấy quyền hóa đỏ là acid, giấy quyền hóa xanh là base. Không có hiện tượng xảy ra với các giấy quyền là các dung dịch muối. Sau đó chúng ta sẽ nhận biết các gốc tương ứng. Đầu tiên là nhận biết gốc SO4 bằng dung dịch BaCl2. Sau khi nhận biết xong gốc SO4 thì chúng ta sẽ nhận biết tiếp tới gốc Cl bằng dung dịch AgNO3. Cả hai đều có hiện tượng xuất hiện kết tủa trắng. Các em nhớ là phải nhận biết gốc SO4 trước rồi mới nhận biết tới gốc Cl. Bởi vì nếu dùng AgNO3 cho vào thì AgNO3 vẫn có thể tạo kết tủa trắng với cả hai gốc SO4 và Cl nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng bài cụ thể. Bài 1. Nhận biết HCl, HNO3, H2SO4. Chúng ta thấy cả ba chất còn nhận biết đều là acid. Vì vậy không thể dùng quỳ tím để nhận biết được vì hiện tượng nó giống nhau. Vậy chúng ta sẽ nhận biết theo gốc acid. Đầu tiên lấy mẫu cho dung dịch BaCl2 và các mẫu. Chỉ có cái gốc SO4 này nó mới tạo cái tủa trắng với BaCl2. BaCl2 không tác dụng với HCl, dễ dàng nhận thấy nó cùng gốc Cl. HNO3 với BaCl2 phản ứng không thể thỏa điều kiện của phản ứng là tạo kết tủa
cho nên nó cũng không xảy ra phản ứng, có nghĩa là còn lại là hai cái axit này. Viết phương trình chứng minh tạo kết tủa trắng BNCO4. Sau đó cho dung dịch AgNO3 vào các mol còn lại. Tại sao lại dùng được dung dịch AgNO3? Bởi vì trong đây có góc CL, nó sẽ xuất hiện kết tủa trắng với AgNO3. Còn lại là HNO3. Viết phương trình minh họa. Kết tủa trắng đó chính là AgCl. Bài 2, bài 3 các em tự luyện tập tại nhà nhé. Sang 4 nhỏ. KOH là một base, bởi vì trong công thức có nhóm OH đứng cuối. KNO3 và KCl là muối. Vậy chúng ta thấy có base trong các chất cần nhận biết. Lúc này mình có thể dùng giấy quy tím được rồi. Lấy mẫu, cho giấy quy tím vào các mẫu. Quy tím hóa xanh thì suy ra đó chính là KOH. Này còn lại là KNO3 và KCl. Nhìn dưới đây thấy có góc CL. Vậy chúng ta tiếp tục dùng dung dịch AgNO3. Cho dung dịch AgNO3 vào các mẫu còn lại. Sẽ thấy có kết tủa trắng thì suy ra nó là KCl. Vậy còn lại chúng ta có thể suy ra là KNO3. Bởi vì AgNO3 khi gặp KCl thì nó sẽ tạo AgCl có tủa trắng và KNO3. Còn AgNO3 với KNO3 các em thấy cùng góc NO3 nên chúng không có phản ứng với nhau. Bài 5 là bài dựa vào kiến thức của dạy hoạt động hóa học của kim loại. Các em nhớ đọc kỹ đề, xem đề yêu cầu sắp xếp theo độ hoạt động hóa học tăng dần hay giảm dần từ trái qua phải. Trong bài ôm ngày hôm nay, chúng ta sắp xếp theo chiều hoạt động, chiều độ hoạt động hóa học tăng dần từ trái qua phải. Tức là kim loại đầu tiên phải là kim loại yếu nhất và kim loại cuối dãy phải là kim loại hoạt động hóa học mạnh nhất. Vì vậy, chúng ta sẽ lật ngược cái dãy hoạt động hóa học của kim loại lại để xếp. Cách làm dạng này là các em ghi nhanh dãy hoạt động hóa học của kim loại ra, rồi khoanh tròn vào những kim loại người ta yêu cầu sắp xếp. Sau đó chúng ta sẽ xếp theo chiều mà đề yêu cầu. Trong bài 5 thì chúng ta sẽ xếp như thế này. Các em hiểu cách làm không? Bài 6, bài 7 các bạn về tự luyện tập nhé. Chúng ta sang bài toán số 8. Các em hãy lấy giấy bút ra, đọc kỹ đề và tập tóm tắt cái đề bài này. Bài 8 được tóm tắt như sau. Đề cho 4,8 gram magnesium Mg. Vậy dữ kiện này có thể đổi sang số mol được. Muốn tính VH2 thì từ số mol Mg chúng ta thay vào phương trình sẽ suy ra được số mol H2, từ đó tính được VH2. Bằng công thức V bằng N nhân 24,79 ở điều kiện chuẩn. Để tính nồng độ mol của HCl, để đã cho V rồi, thì chúng ta phải tìm được số mol của HCl. Tức là cũng thế số mol Mage vào suy ra số mol HCl. Cụ thể, trước hết chúng ta đổi thể tích sang lít, bởi vì một lát chúng ta sẽ dùng nó để tính nồng độ mol HCl. Số mol Mg lấy m nhỏ chia m lớn. Đề cho m nhỏ Mg là 4,8. M lớn của Mg là 24. Chia ra được 0,2 mol. Viết phương trình thay số mol Mg vào đây. Suy ra số mol HCl và số mol H2 bằng cách nhân chéo chia ngang. Để tính VH2 thì lấy số mol H2 nhân 24,79. Ra kết quả. Để tính nồng độ mol của HCl thì dùng công thức CM bằng số mol chất tan chia cho thể tích dung dịch. Số mol HCl là 0,4, thể tích dung dịch là 0,8, chia ra được 0,5 m lớn. Sang câu cuối cùng, cho toàn bộ HCl trên vào dung dịch KOH 800 ml KOH 1 m khi kết thúc phản ứng được dung dịch X.
Nếu cho quyền tím vào dung dịch X thì có hiện tượng gì? Giải thích bằng tính toán. Chúng ta dễ dàng thấy có thể tích của X là 800 ml, tức là 0,8 lít. Nồng độ 1 m, chúng ta tính được số mol 0,8 mol. Lập tỷ lệ để so sánh, có số mol cao H, có số mol HCl luôn. Phản ứng này xảy ra giữa HCl và cao H mà mình có số mol hai chất này. Vậy đây là bài toán dư. Chúng ta sẽ lấy số mol chia trên hệ số. Bên này là của HCl, bên này là của cao H. Rồi chúng ta thấy thương của bên cao H lớn hơn, có nghĩa là cao H dư, HCl hết. Vậy trong dung dịch X có chứa cao H vì sẽ hóa xanh khi cho vào X. Các bài còn lại các em về nhà cố gắng tập giải nhé. Chúc các em ôn tập tốt và chúc các em làm bài thật tự tin, điểm cao. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở chương trình học kỳ 2 nhé.